Vâng, em xin kính chào quý khán giả kênh LTK Bonsai. Em đi bonsai trên mọi miền Tổ quốc. Em tên Tài, vườn của em tại phường Khánh Hội, phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại Zalo của em là 0931 239 339, cũng là số điện thoại Zalo. Thì là nói đầu tiên em xin cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ em trong các clip vừa qua, trong tháng qua. Thì hôm nay để không hãm là anh em cũng hỏi em kiếm hỏi em về ma chú thủy nuôi mật khỉ của em còn hay không. Thì nay đầu tháng thì em cũng có bứng một lô ma chú thủy nuôi mật khỉ da đen lá lớn và công. Tất cả cây của em là cây xuất ra khỏi vườn, bao sống, bao xếp, bao mục, bao bể, bao tuột da. Tại vì cây em nó kiểm tra rất là kỹ. Tất cả cây em là cây co lắc lượng hết nè. Bẻ co lắc lượng ha, nên cây rất là già cây ha cô chú anh chị. Thì tất cả cây ma chú thủy cô chú anh chị biết rồi. Cây em vô kẽm mà bẻ co vậy thì cây nó lâu lớn, cây nó rất là già cây ha. Đế thì cũng ổn ha. Đây để không mất thời gian với cô chú anh chị thì xin phép cho cây số 1 ha. Lô hôm nay giao lưu đồng giá 700.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Thì rồi hoành em đo tại vị trí này ha, tại vì cây vót ngọn đầu vô đuôi chuột hết nha. Đây hoành 28 ha. Đây sang dòng cô chú anh chị xem đế ha. Bầu đất green 100% ha. Cây em vừa bứng lên lá còn xanh ha. Da đen lá lớn ha. Nu mật khỉ nu kín cây hết nha cô chú anh chị. Đây nu nè ha. Thì nu mật khỉ cô chú anh chị là mấy lô trước rồi, mấy tháng trước thì em cũng có bán một số cây mai chú thủy nu mật khỉ cô chú anh chị cũng biết cây em rồi ha. Cây này là cao là 53 ha. Hôm nay thì tất cả cốt cành ngọn rồi em chừa hết. Nè cây không vết thẹo thùng hết nha. Nha cô chú anh chị, cây rất là liền cây ha, cốt đặc hết nha. Đây nu mật khỉ da đen lá lớn ha. Đây. Nu rất là kín cây ha. 700.000 đồng giá hết luôn ngày hôm nay, mỗi cây 700.000 bao ship toàn quốc, tiền ship này cao lắm nha cô chú anh chị, một cây như là ship khoảng trăm mấy á. Nè, cây rất là nặng ha. Cây cốt là rất là to ha. Rồi xuống cây số 1 lên cây số 2. Đồng giá hết luôn ngày hôm nay ha cô chú anh chị, nào lấy 10 cây thì tính giá sỉ ha. Tại tiền ship này cao quá nên cô chú anh chị cho cô chú anh chị thông cảm ha. Tiền ship này cao lắm, quá cao. Đây hoành em đó vị trí này là cũng là 27 ha. Đây 27 hoành ha. Đế nè ha. Rồi nu nè ha. Nu rất là nhiều ha. Đây nu nè ha. Rồi quay tổng thể cây ha. Do cây có chiều cao nó cao nên quay xa thì cô chú anh chị nhìn thấy cây nó nhỏ, nhưng cái hoành cây của chú cũng biết ha. Cây này là cao là 61 ha. Cho mình quay xa đang lấy tổng thể cây á, nhìn cây nó nhỏ thôi chứ ngoài rất là to ha. Rồi cây số 2 700.000 xuống lên cây số 3. Đây cây số 3 đây. Cây lắc lượng hết nha cô chú anh chị. Cốt cành có ha, cây lắc lượng hết ha, da đen ha. Đây hoành em đo vị trí này ha. Hoành cái này là 26 ha. Đây, đế đây. Đây ổn ha, mai chú thủy mấy cái đế cái cơm này về mình nuôi cho thành phẩm là đế nó bung là vừa ha. Tại em nuôi thả đất á, thì đế nó ra nó mức độ của nó thôi, nó ra đường đường thẳng không mà nó không có đô côn lại. Cây cần co lắc ha cô chú anh chị. Rồi quay tổng thể của chú anh chị xem ha, cây này cao 64 ha, 700.000 bao ship toàn quốc ha. Đây. Tất cả cây là hôm nay là mà chú thủy bên em thì cô chú anh chị mua biết đó, thân co lắc lượng hết. Nè, rất ít cây thẳng băng ha. Dách nở ha. Đây, co lắc lượng hết ha. 700.000 bao ship toàn quốc xuống lên cây số 8. Ủa cây số 4. Đây. Đây cây số 4 này, cây này như trung nu à. Đúng rồi, có hai có ba cây lá, có mấy cây lá trung thì em báo lá trung ha. Cây là trung nu ha, trung nu da đen ha. Đây em đo hoành cũ ha. Hoành cái này là 34 ha. Trung nu cái này lá trung nha cô chú anh chị. Cũng 700.000 luôn nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc ha. Ok lá trung, mấy cây lá trung, này mấy cây lá trung. Cây lá trung em để giá mềm cô chú anh chị chơi ha. Cây lá trung này em để là 500.000 nha cô chú anh chị. Cây lá trung ha. 500.000 ha, cây số 4 ha. Lá lớn thì em bán 700 ha. Rồi lên cây số 5 ha. Đây cây số 5 giáng long đây. Hôm có một số anh hỏi có giáng long báo ảnh ha, thì mấy cô chú anh chị xem nè, long rồi ha. Hơn lắc lượng ha. Em đo hoành ha. Tại cây càng bẻ càng nhiều co thì cây nó lâu lớn ha, nhìn nó nhỏ cây ha nhưng mà rất là già ha. Hoành là 25 ha. Đây hoành là 25 ha. Đế nè ha. Cây số 5 700.000 ha. Nu nè ha, tất cả cây đều nu hết nè, nu là nu mặt khỉ da đen lá lớn cò công ha. Đây nu nè ha. Rồi quay tổng thể của chú anh chị xem ha. Cây này cao là 73 ha. 700.000 bao ship toàn quốc ha. Đây cây giáng long nè ha.
hai co này ha, một co hai co này ha, ngọn này ha, đều rang ha, thân là vót ha, để đẹp, bầu đất riêng chăm chăm, bao sống bao ship 700.000 cây số 5, cây lông rất đẹp ha, xuống lên cây số 6, 8, ôi số 6, cây này là cây da đen nè, da đen mặt khỉ luôn, nó lai da đen, lai mai chú thủy nuôi da đen, hoành cây này là 29 ha, 700.000 luôn, đây cây lắc lượng ha, cô chú anh chị nhìn kỹ ha, cây kho lắc mới gọng lắc này ha, cây rất là sạch cây ha, không theo thùng nha, có một mặt cắt nhẹ chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì ha, mà chú thủy kém rất là nhanh ha, chiều cao cây này là 46 ha, 700.000 bao ship toàn quốc ha, cây số 6 ha, đây cây đủ thể đủ kiểu dáng anh cô chú anh chị dễ lựa chọn ha, không có dáng nào trùng dáng nào hết nha, đây cây rất là đặc cây ha, đây cây rất là bự ha, rồi xuống 700.000 bao ship toàn quốc, đây cây số 7 nè, cây số 7 cực kỳ đẹp luôn nè, đây đế nơm luôn nè, nó cây số 7 là rộng nè, cũ một nồi luôn nè, rồi nó hoành của chú anh chị xem ha, còn cơ số 7 em đo vị trí này là 32 ha, 31 đang tính 30 ha, 30 đi, đây đế nè, đế nơm nè, rồi quay tổng thể của chú anh chị xem ha, cây này có chiều cao lên tới đây là 46 ha, lấy này đỉnh ngọn nha, đây chỉ có một mặt cắt con này thôi nha chú anh chị, vậy đây còn hầu như là sạch cây ha, cốt đặc ha, 700.000 bao ship toàn quốc ha, đây cô chú anh chị nào lấy 10 cây trở lên thì tính giá sỉ ha, tại tiền ship nay cao quá của chú vậy, một cây giờ 100 mấy không á, tất cả nhà vườn tụi em giờ cũng kẹt cái vụ tiền ship dữ lắm nha cô chú anh chị thông cảm nha, cây số 7 700.000 xuống cây số 8, đây cây số 8 em cũng chừa cốt cành, đây một cây giáng long nha, này thì mình muốn chìm cho chặt lên trực lắc thì mình cắt ngay chỗ này, lấy này ngọn làm cây trực lắc, còn muốn cô chú anh chị nào long thì muốn làm cây long cây tông cao thì vẫn chơi được ha, em không có cắt ha, nói không em cố tình em để ha, tại những cây này về mình chơi theo hai nhiều hướng chơi ha, đây hoành cây số 8 ha, hoành cây số 8 là 29 ha, 700.000 bao ship toàn quốc ha, nụ kín cây nha cô chú anh chị, rồi quay tổng thể của chú anh chị xem ha, cao là 73 ha, cây số 8 700.000 bao ship toàn quốc ha, đây cây rất đẹp ha, thân lắc lượng ha, mà chung thủy rất khó rất hiếm cây mà mình bẻ gọng như linh sam ha, bẻ gọng lắc lượng ha, tại vì cây này nó giòn á, em bẻ gọng này cây rất là lâu lớn, rồi xuống cây số 8 lên cây số 9, đây cây số 9 là cây trực nè, những cây trực này nu kín cây ha, củ phình nè ha, dách nồi nở nè ha, đây hoành em đo vị trí này ha, em đo cũ luôn ha, mình hạo cây thôi ha, 31 ha, đây đế nè ha, rồi nu nè ha, nu đây nu mặt khỉ nè, mình nhìn kỹ ra hình mặt khỉ cho cô chú anh chị nè, để cô chú anh chị hỏi nu mặt khỉ là sao ha, nè nu mặt khỉ nè ha, nhìn rất rõ nè, nu kín cây hết nha cô chú anh chị, cây già là nó bung nu à, về mình ép chậu vô nó bung nữa nha cô chú anh chị, 64 là chiều cao ha, đây một cây trực đây, về cô chú anh chị nào muốn chơi dân nhân thì chơi ha, cốt cành năm chùa ha, 700.000 bao ship toàn quốc ha, cây số 9 ha, rồi xuống cây số 10 đây cây trực nữa này, cây trực này to nè, trực đẹp, hoành em đo vị trí này là 31 ha, đây 31 hoành ha, 700.000 bao ship toàn quốc ha, đây xem dòng của chú anh chị xem ha, nu mặt khỉ da đen lá lớn ha, đây cây rất là đẹp ha, chiều cao cây này là cao là 73 ha, cốt cành em có ha, về mình chơi đánh tranh, cây này đánh tranh đẹp lắm luôn nha cô chú anh chị, rồi xuống lên cây số 10 ô 11 đây, 11 đây, 11 cũng 700.000 luôn, đồng giá luôn, ngày hôm nay cây nào lá trung thì em báo nhẹ chứ tí ha, cô chú anh chị dễ chơi ha, như cái lá trung hồi nãy 25 hoành ha, lá trung nãy em để 500.000 ha, đế nè ha, chiều cao cây này là 64 ha, rồi quay tổng thể của chú anh chị xem ha, nu rất nhiều ha, đây
chiều cao là 64 ha, 700 ngàn bao ship toàn quốc ha. Rồi số lên cây 12, mấy cây 12 đây, cây 12 khúc cành năm chùa ha. Ở đây mình cắt lá nhịp 1, nhịp 2 rồi ha. Mình bây giờ muốn chơi thứ nào mình chơi ha. Hoành là 29 ha, đế nè ha, ổn ha. Mấy đế này mà những thể cô chú anh chị đừng an tâm gì đế ha, đừng lo gì đế ha, an tâm nó đi về mình vô chậu rồi nó bung nữa, nó bung dữ lắm em. Cây này thành phẩm là đế là gì kín hết, đế giờ hiện tại giờ cũng 7 điểm rồi. Rồi quay tổng thể của chú anh chị xem cây ha, cây này cao tổng thể luôn ha, về mình cắt lại ha. Cây này cao là 81 ha, 700 ngàn bao ship toàn quốc luôn, quá rẻ. Cây số 12 to đùng luôn. Rồi lên cây 13 đây, cây này mình quấn nhân nhân là cực kỳ đẹp luôn nè ha. Đó mình để cao gì luôn, tại vì một số cô chú anh chị về thích để cao thì em vẫn để cao ha. Cây này mình đánh tầng rớt xuống nè, rớt xuống lật lắc đây, một toàn một nhánh một thôi, nhìn cây rất là nét cây ha, mà mau chơi nữa, bông nó thơm lắm nha cô chú anh chị. Hoành là 28 ha, mai chú thủy ha, nu mặt khỉ da đen nó lớn rồi công ha, bông thơm ha. Đây nu nè ha, cao cây này là 88 ha, 88 ha, cây 13 ha, 700 ngàn bao ship toàn quốc ha. Đây bao sống bao ship, nu da đen nó lớn rồi công, nu mặt khỉ, lộn, nu mặt khỉ da đen nó lớn rồi công ha. Rồi xuống lên cây 14, 700 ngàn đồng giá luôn ngày hôm nay ha. Có cây lá trung thì cũng bán giá mềm ha. Hoành ha, hoành em đo vị trí này là 25 ha. Đây cây này, cây này lai da đen nè, vẫn là mặt khỉ nha cô chú anh chị. Đây nhìn mà nhìn nu của nó ha, nó nhọn 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 nè ha, nhìn mặt khỉ ha, nhưng mà nó lai là lai da đen đặc là nhiều hơn ha. Nè, đẹp cây lắm nha cô chú anh chị, chắc cội luôn ha. Này tông thực ha, 700 ngàn bao ship toàn quốc ha. Rồi chiều cao của chú chị xem ha, cao này là 66 ha, 14, 700 ngàn bao ship toàn quốc đồng giá luôn ngày hôm nay ha. Cô chú anh chị nào, chú anh chị nào lấy 5-10 cây trở lên không tính giá sỉ ha. Rồi xuống lên cây 15, đây cây 15 bao đẹp, coi vàng nu nè, quay gần cho cô chú anh chị xem cây vàng nu ha, quá trời nu kính cây ha. Cây nó già là càng già nó càng bung nu ha, mình ép chậu nó vô mình bung ghê nữa. Mình dựng cây về mình trồng dựng cây đứng đứng lên em nha, bầu đất một số cái bầu đất nó không được ngay á nên em phải chim lại. Hoành cái này hoành to, hoành năm đó ở vị trí này là 329 ha. Đây sang dòng của chúng chị xem ha, nu kín cây luôn nha cô chú anh chị. Do cây cao nên bắt buộc tụi em phải quay xa, quay nhìn cây nó nhỏ nha, chứ không phải là cây nó cây hoành này của chúng chị đo là hạo đo hoành là cái này cao 91 ha, hạo hoành là của chúng chị thấy rồi ha. Đây để tay rồi ha, em vừa bứng lên luôn, lá còn lá phôi còn xanh lè luôn, nên cái sức sống của nó chú chị yên tâm. Rồi xuống lên cây 16, 700 ngàn luôn. Đây nu mặt khỉ da đen nó lớn rồi công. Đây hoành em đo vị trí này là 29 ha, tất cả kích thước hoành là em đo có thước đo ha, thì hạo vậy thì quý anh chị về xem ha. Thì cây thường là dưới đây nó sinh ra to, thì lên đây từ từ nó sẽ nhỏ. Đó là cây bonsai ha, củ nở ha, dách nở ha, 16 700 ngàn ha, bao ship toàn quốc ha, nu mặt khỉ da đen nó lớn vào công ha. Đây em đo chiều cao của chú anh chị xem ha, tất cả cây là sạch cây ha, 73 cao ha. Em bao sống bao ship bao bể bao mục bao tuột da, tất cả phôi em cung cấp là em nói đặt là đặt, không bị gì là không bị gì ha. Về kiểm tra nếu sai những lời em nói thì trả cây không nhận cây ha, tại vì em ship code của chú anh chị an tâm, uy tín là trên hết. Rồi xuống lên cây 17, đây cây 17 mình đánh nhân nhân được nha cô chú anh chị. Đây đó, tại em thấy có cành rớt này em thấy nó đẹp quá nè, tại đó em vô kẽm cái cành rớt này rồi đó, thì cô chú anh chị gì không thích thì cắt cắt bớt, đánh nhân nhân toàn rớt đây nè, em thích dán nhân nhân đó cô chú anh chị, dễ làm cây mà nhìn nó nét cây lắm, nhìn nó đẹp. Mà như thể là nhân nhân nhìn nó mảnh mai thanh cao ha, 29 hoành ha. Đây đế nè, đế này xưa em rút hình lần rồi nè, cốt rút của nó nè ha, thì đế nó mệt dữ lắm mà nha, cái này đế đẹp ha.
rồi quay tổng thể cây ha. Đây giờ mình cắt cái này cũng được luôn ha, để cũng được luôn ha, làm đây anh tài ha, đánh tài nhân nhân rất đây ha, mấy cây tông cao đánh nhân nhân đẹp lắm, 66 cao ha, đây 700.000 bao ship toàn quốc, cây 17 ha, đây cây rộng C nè ha, rồi xuống lên cây 18, đây lắc lượng đây đủ kiểu dáng hết, thân lắc lượng như là so luôn, hoành 24 hoành ha, đây đế đây, cao 47 ha, đây dàn đế đây, cây lắc lượng ha, dựng bầu lại ha, cái này bầu nó không được nghe ha, nó những cây nó đó đẹp ghê không, cây này sạch cây ghê luôn như vậy, về đấy tàn ha, đây tầng 1 tầng 2 ha, đánh ra đây ha, cốt đặt ha, liền lạc cây không có thẹo thùng gì ha cô chú anh chị, không mặt cắt nhiều, không có mặt cắt luôn đó, nó mặt cắt mà cắt cành thôi, rồi xuống 700.000 cây 18 lên cây 19, hoành 25 700.000 luôn, bao ship toàn quốc ha, đây rồi đem đo chiều cao 50 chiều cao ha, 700.000 ngày 19 bao sống bao ship toàn quốc ha, đây. Rồi xuống ngày 19 lên cây 20, đây cây 20 đây lông, đây lông này lông cao ha, về một số anh em thích chơi dáng lông chơi ha, em chơi đủ kiểu dáng, hoành cái này là 24 ha, tại cây càng bẻ càng nhiều co thì cây nó càng bắt buộc phải lâu lớn lại nha cô chú anh chị, cây này cao là 1 mét đúng luôn nha cô chú anh chị, đúng rồi 1 mét đúng nha, đây quay xa cô chú anh chị xem ha, vì cây quá cao ha, chú anh chị chịu khó xem giúp em ha, cây nó cao tới 1 mét ha, nên quay xa cô chú anh chị nhìn thấy nó nhỏ chứ, 700.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn, cây cốt đặt kẹo luôn, không thẹo thùng, không mặt cắt gì luôn, đây nu rất kín cây luôn, rồi xuống lên cây tiếp theo, cây 21, đây, 21 đây, thân lắc lượng ha, 21 cái nồi đế này đẹp ha, đây cây 21, hoành là 21 luôn, cây này nhỏ giao lưu 600.000 ha, đây xoay vòng ha, cây này đế cực kỳ đẹp ha, 600.000 ha, cây 21 ha, có một số cây đẹp thì em báo giá đẹp ha, cao cái này là 44 ha, 600.000 bao ship toàn quốc ha, cây 21 ha, rồi xuống lên cây 22, đây 22 đế đẹp đây, hoành hoành cây 22 24 ha, 700.000 ha, bao ship toàn quốc ha, đế nè ha, thân lắc lượng ha, nu rất nhiều ha, nu mặt khỉ da đen nó lớn là công ha, cao này là 72 ha, đây em xem vòng của chú anh chị xem ha, thân lắc lượng hết nha, không có cây nào mà hơn, em nói cái nào lắc lượng là lắc lượng ha, cốt sạch đầu dâu đuôi chuột chuẩn lên, tiếp 23 700.000 bao ship toàn quốc, cái 23 đồng giá luôn ngày hôm nay luôn, lùng lực luôn, đánh phơm lùng đây, em chơi đủ kiểu dáng hết ha, 30 chiều hoành ha, thì dưới đây tại có cục đó nu thì cô chú anh chị để nói em đo ha, đây cái này hoành là 29 nè ha, bỏ cục nu ra nha, cao là 45 ha, đây hoành đây 23 ra 700.000 bao ship toàn quốc ha, cây nu nè ha, nu dày chê gì nữa, cốt đặt kẹo luôn, chỉ có một mà cắt chỗ này thôi, cắt chỗ này mà cắt cành thôi, chứ không phải là mà cắt thân ha, cây 23 700.000 xuống là 24, đây 24 này chà bá luôn, bốn lấy mặt tiền này đi, hoành hoành là 25 ha, đây xoay vòng một chú anh chị xem ha, nu rất nhiều ha, cao
61 700.000 bao sống bao ship toàn quốc, nu rất nhiều ha. Cây này là đánh thông cao cũng được, đánh về đây chỉ hai hướng đánh đây, lấy ngọn nè ha, cắt đây cũng được, cành một rất đẹp, lắc lượng nè, vì đánh lực được ha. Rồi 700.000 xuống cây 24 lên cây 25 đây, 25 anh chị nào dân nhân thì 55 ha, cũng lắc lượng ha, chứ không có thẳng bằng ha, em đo hoành trước ha. Hoành là 26 ha, đây hoành 26 ha, cao cái này cao ha, cái này 95 ha, cái này cao 95 luôn nha, gần cái mét nha cô chú anh chị. Đây rộng lắc lượng hết, đế ổn ha, đế đẹp ha, cái này đế đẹp á, nu mặt khỉ da đen nó lớn vào công ha. 700.000 25 xuống hơn 26 này, chuẩn nhân nhân đây, hoành 28 hoành ha. Đây cao 78 ha, cái này lai da đen nhiều ha, cái này lai nu và công da đen nhiều ha, nó cũng nu nha cô chú anh chị. 26 700.000 bao sống bao ship toàn quốc, xuống lên 27 đây, cây 27 đây, cây 27 này em bao đẹp, bao đẹp cái này, em đo hoành trước ha, gì để em nói gì sao đo bao đẹp ha. Đây 36 hoành, cây này em bán 750 nha cô chú anh chị. Đây đế, đây đế đẹp nha, cao tổng thể cây này cao 96, đây cây này em bán 750 nha cô chú anh chị, cực kỳ đẹp, đế quá đẹp luôn, đế sắp như đế sắp vậy ha. Đây xuống 27 750 lên cây 28 700.000 tiền ha. Hoành hoành là 26 ha, chiều cao 83 ha. Rồi quay tổng thể luôn ha, bảy trăm ngàn bao sống bao ship toàn quốc ha, em để cao về mình muốn chơi hướng nào mình chơi mình cắt ha, em không có cắt bỏ uổng ha. Rồi xuống lên cây 29 đây, cây 29 đây, hoành 29 em đo vị trí này là 25 ha, hoành là 25 ha, nâu rồi ha, cây rất là sạch cây hơn cô chú anh chị. 46 là chiều cao ha, thân lắc lượng nè ha, đây lắc lượng tự nhiên không, không theo thùng, không cắt giật gì hết ha, để gì mà vết cắt vết theo gì của chú anh chị sợ tuột ha. 29 ha, 700.000 bao sống bao ship ha, 29 xuống lên 30 đây, 30 đây, 30 hoành em đo cũ luôn ha, đa số cây em đo cũ hết nha cô chú anh chị, đo hạo thì mình dễ ước lượng thôi. 29 ha, hoành là 29 ha, cao 62 ha, 700.000 bao sống bao ship ha, cái đo nu kính cây ha, cái tay này thì em chừa hờ thôi, về mình không chơi thì mình cắt gọn lại ha, cắt tới đây ha, mình làm tay một ha. Đây nu kính cây hết nha cô chú anh chị, nu mặt khỉ da đen nó lớn vào công ha. Rồi xuống 30 lên cây 31 em đo hoành cây 31 ha, hoành cây 31 là 23 ha, cao là 44 ha, 700.000 luôn nha. 31 cũ rất nở ha, bao sống bao ship toàn quốc cây 31 700.000 xuống lên cây 32 đây, 32 nè, hoành 32, hoành 32 là 34 nha, 34 thì tính chắc 30 đi, tại mấy củ này nó bị mấy cái nu này ha,
đa số bị dưỡng nu thôi. Cái này cao 33 ha, 700 ngàn bao sống bao ship ha, 32 ha, 700k bao sống bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống lên cái 33. Đây 33 là phục bài đây. Quanh một tàu tiền ha. Cái băng hoành cái này là 28 ha. Cái 33 này chắc em không bán rồi. Thôi hoành là 28 ha, 64 là chiều cao ha. Đây xem dòng cô chú anh chị xem ha, 700.000 bao sống bao ship toàn quốc ha. Tại nãy em tưởng nó bị tụt da, không phải ha, nó là những cái sam nè, những cái sam này là riêu thôi, em tưởng nó bị tụt da. Rồi xuống cái 33 lên cái 34, đồng giá lô ngày hôm nay 700.000 ha. Cái 34 cũng 700.000 luôn nha cô chú anh chị. Và một số riêu nữa nè, nó bám em tưởng đâu là nó bị tụt da ha. Đây hoành, hoành cái này là 30 ha. Cao 91. Đây xem dòng của chú anh chị xem ha, 34 700.000 bao sống bao ship toàn quốc ha. Em chưa có cành thừa ha. Đây chưa gì mình cắt lại theo hướng mình ha. Rồi xuống 34 700.000 lên cái 35. Đây cây 35 trực lắc, lắc lượng ha. Quanh cây này là 33 ha. Cao 59 ha. Đây này là nu da đen ha, 700.000 luôn ha. Cây này đẹp ha cô chú anh chị, 35 700.000 bao sống bao ship toàn quốc. Cây này quá đẹp. Lên cây 36 700.000 luôn. Đây cây 36 này, qua hôm làm cây 36 không thấy cây 36 làm dân nhân rớt tàn về đây ha. Cái này đẹp nữa ha, đây là cô chú anh chị nào thích dân nhân thì làm cái này đẹp dữ lắm luôn á. Cái này hoành là 30 nha. Đây đo tổng chiều cao của chú anh chị ha, cao ở đây là 91 ha. Đây quay từ xa cô chú anh chị thấy cây nhỏ ha, quay từ xa mới lấy được hết tổng của cây này ha. Đây sang dòng ha, 36 700 bao ship bao sống bao mục bao bể bao tụt da toàn quốc. Rồi xuống lên 37. Đây đây sang dòng cây 37 ha, cây 37 làm cây trực lắc ha. Đây cắt đen cốt, đen cốt ha, này thật ngọn ha, em chừa về mình cắt lại ha, mình muốn cắt sao mình cắt ha. Hoành, hoành là 27 ha, 700.000 luôn ha. Cây này để đẹp ha, 57 ha, chiều cao để đẹp là ha cô chú anh chị, 700.000 bao sống bao ship toàn quốc. Rồi lên cây 38 700.000, cây 37 ha, lô ngày hôm nay 700 hết ha. Đây cây 38 nè ha, cái này hoành là 31 ha, cái này bự nữa ha, có to hơn để tay của chúng mình thấy ha. 38 700.000 bao sống bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống lên cái 39 700.000, cái 39 cũng 700.000 luôn. Đây có lắc lượng rồi ha, đẹp ghê không, cái nu già nè, lên hai da lên san hô luôn ha. Mấy cái này là nu già dữ lắm rồi, tại cây em bẻ rộng lắc lượng là nó cây nó đứng cây nó lớn lâu lớn lắm nha, nhưng mà nó già rất là già. 31 hoành ha, cao 55 39 700.000 bao sống bao ship toàn quốc. Rồi lên 40.
Vành. Vành 40 đâu, vị trí này là 26 ha. Cây này rộng rộng lông ha, rộng đẹp ha. Cao 60 đây, đẹp ha. Cây 40. 400 ngàn. Ủa 700 ngàn, bao sống bao xếp toàn quá. Rồi lên cái 41. Đồng giá luôn ngày hôm nay ha. Cây nào có những cây nhỏ với là cây có trung thì báo giá mềm ha. Cho anh em dễ chơi ha, chứ em không có nói hách giá ha. Tại tiền ship này cao quá cô chú anh chị ơi. Quá cao luôn, thì cứ mỗi lần săn lên là tiền ship tụi em phải khổ rồi. 29 hoành ha. Cao cái này là 81 ha. 700 ngàn bao ship toàn quốc cây 41 ha. Đây sang dòng ha. Rồi lên cây 42. Hoành 42, hoành 29 ha. Đây nu rất là nhiều ha, đem đo tổng chiều cao ha. Cây này đẹp nè, 77 chiều cao, 78 chiều cao ha. Cây nu kín cây hết ha. 700 ngàn bao sống bao ship đồng giá luôn ngày hôm nay ha. Rồi cây 42 cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem clip hôm nay. Cô chú anh chị hợp nhắn cây nào thì liên hệ 0931239339 ha. Gặp em Tinh Tài hoặc ghé vườn em tại phường Ánh Hào, thành phố Tân An, tỉnh Long An ha. Thì hôm nay là nu da đen lá lớn, nu mật khỉ da đen lá lớn vào công ha cô chú anh chị. Rồi em xin chào ạ.